Khổng Tử là một nhà giáo, nhà triết học và nhà lý luận chính trị nổi tiếng nhất Trung Quốc, sinh năm 551, tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày nay. Ông là người có những ý tưởng đã ảnh hưởng sâu sắc đến nền văn minh của Trung Quốc và các nước Đông Á khác. Gia đình của Khổng Tử không thuộc về tầng lớp quý tộc. Cha của ông đã từng là một chiến binh và làm quản hạt ở Lỗ, và ông ấy mất khi Khổng Tử còn rất trẻ. Với nhiều khó khăn và thử thách trong cuộc đời, Khổng Tử đã phải tự học và tìm kiếm nhiều việc làm khác nhau để kiếm sống. Tuy nhiên, Khổng Tử đã không từ bỏ khát vọng và đam mê học hỏi. Với trí tuệ thông minh và lòng yêu nước mãnh liệt, ông đã trở thành một nhà giáo, triết gia và lý luận chính trị tài ba. Cuộc đời của Khổng Tử là minh chứng cho thấy sự thành công không đến từ điều kiện gia đình, mà là do nỗ lực và lòng đam mê. Những giá trị đạo đức và triết lý mà ông đã khai phá và truyền bá cho thế hệ sau là một di sản vô giá của nền văn minh. Những câu nói hay của Khổng Tử về triết lý mang ý nghĩa sâu sắc giúp bạn hiểu được nhiều đạo lý từ nhiều khía cạnh, đối nhân xử thế trong cuộc sống, răn dạy chúng ta về cách sống, cách làm người. 1. Mọi thứ đều từ hư vô mà ra. Câu nói này nhấn mạnh rằng mọi sự vật, hiện tượng trong vũ trụ đều bắt đầu từ con số 0, từ sự trống rỗng. Đây là triết lý khởi nguyên, thể hiện sự khiêm nhường và ý thức về sự khởi đầu từ những điều giản dị nhất. Bất kỳ điều gì lớn lao đều có thể bắt đầu từ những điều nhỏ bé, và mọi thành tựu đều có gốc rễ từ sự nỗ lực không ngừng. 2. Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức. Khổng Tử đề cao lòng hiếu thảo, coi đó là cội nguồn của đạo đức. Hiếu thảo không chỉ là sự tôn kính và biết ơn đối với cha mẹ, mà còn là nền tảng để xây dựng nhân cách, giúp con người nhận thức rõ ràng về bổn phận và trách nhiệm của mình trong gia đình và xã hội. 3. Anh em không hòa, bạn bè vô ích. Câu này nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ gia đình, đặc biệt là sự hòa thuận giữa anh em. Nếu mối quan hệ trong gia đình không tốt, thì việc có nhiều bạn bè cũng không mang lại hạnh phúc thật sự. Gia đình là nền tảng cơ bản của một cuộc sống bình yên và an lành. 4. Bất cứ nơi nào bạn đi, hãy đi với tất cả trái tim. Đây là lời khuyên hãy sống và làm việc với tất cả sự nhiệt huyết và chân thành. Khi bạn dồn toàn bộ trái tim và tâm huyết vào bất kỳ việc gì, bạn sẽ đạt được thành công và niềm vui từ chính những nỗ lực của mình. 5. Không giữ nguyên khí, thuốc bổ vô ích. Khổng Tử nhấn mạnh rằng dù có dùng bao nhiêu loại thuốc bổ, nếu không biết giữ gìn sức khỏe và bảo vệ năng lượng tự nhiên của cơ thể, mọi nỗ lực cải thiện sức khỏe sẽ trở nên vô ích. Điều này cũng là lời nhắc nhở về việc sống một cách cân bằng và lành mạnh. 6. Làm trái lòng người, thông minh vô ích. Câu này chỉ ra rằng sự thông minh sẽ không có ý nghĩa gì nếu con người không sống đúng với lương tâm và đạo đức. Sự thông minh phải đi đôi với lòng nhân ái và sự trung thực. 7. Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích. Khổng Tử nhấn mạnh rằng sự hiếu kính cha mẹ khi họ còn sống mới thực sự quan trọng. Nếu chỉ thờ cúng cha mẹ sau khi họ qua đời mà không chăm sóc, yêu thương họ khi còn sống, thì hành động thờ cúng trở nên vô nghĩa. 8. Dùng thì đừng nghi, nghi thì đừng dùng. Câu này khuyên chúng ta hãy tin tưởng hoàn toàn vào người mà mình đã chọn để hợp tác hoặc giao phó công việc. Nếu đã nghi ngờ, tốt nhất là không nên dùng, vì sự nghi ngờ sẽ phá hủy mối quan hệ và làm giảm hiệu quả công việc. 9. Nếu bạn ghét một người, vậy thì bạn đang bị họ đánh bại. Thù ghét một người không chỉ là biểu hiện của sự yếu đuối mà còn là thất bại, vì nó khiến bạn mất đi sự bình yên trong tâm trí. Khổng Tử khuyên chúng ta nên tránh xa sự thù hận để sống một cuộc đời thanh thản và hạnh phúc hơn. 10. Thời vận không thông, mưu cầu vô ích. Đôi khi, dù bạn có nỗ lực và cố gắng hết mình, nếu thời cơ chưa đến thì mọi sự mưu cầu đều trở nên vô ích. Hãy biết kiên nhẫn chờ đợi và hành động đúng thời điểm. 11. Biết có lỗi mà không sửa thì đó chính là lỗi. Mắc lỗi là điều khó tránh khỏi, nhưng điều quan trọng là biết nhận ra lỗi lầm và sửa chữa chúng. Không sửa đổi khi biết mình sai mới thực sự là điều đáng trách. 12. Lỗi thật sự là có lỗi mà không sửa đổi chúng. Khổng Tử nhấn mạnh rằng lỗi lầm không phải là vấn đề lớn nếu chúng ta biết sửa chữa. Điều đáng trách là khi biết mình sai mà vẫn cố chấp không thay đổi. 13. Làm việc bất chính, đọc sách vô ích. Nếu bạn chỉ đọc sách mà không áp dụng những bài học vào cuộc sống và tiếp tục sống một cách bất chính, thì việc học hỏi qua sách vở cũng trở nên vô nghĩa. Kiến thức phải đi đôi với hành động đúng đắn. 14. Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích. Khổng Tử nhắc nhở rằng dù phong thủy có tốt đến đâu, nhưng tâm tính chưa thiện lương vẫn không thể đạt được hạnh phúc và thành công thật sự. Tâm hồn thiện lương mới là cội nguồn của mọi sự may mắn và thành công. 15. Khi bạn yêu một điều gì đó có nghĩa là bạn muốn nó sống. Yêu thương một điều gì đó nghĩa là bạn muốn bảo vệ và duy trì sự tồn tại của nó. Đây là một triết lý về sự trân trọng cuộc sống và mọi điều tốt đẹp xung quanh ta. 16. Sự im lặng là người bạn thật sự và không bao giờ phản bội. Im lặng đôi khi là cách tốt nhất để tránh những xung đột và hiểu lầm. Im lặng còn giúp con người suy ngẫm, hiểu rõ hơn về bản thân và giữ cho tâm hồn luôn bình yên. 17. Mỗi khi cơn tức giận nổi lên, hãy suy nghĩ về kết quả. Trước khi hành động trong cơn giận, hãy nghĩ đến hậu quả mà hành động đó có thể gây ra. Điều này giúp bạn kiềm chế cảm xúc và tránh những sai lầm không đáng có. 18. Người không có chữ tín sẽ chẳng làm nên việc gì. Chữ tín ở đây nghĩa là sự tin tưởng và đáng tin cậy. Người không giữ được lòng tin từ người khác sẽ khó mà thành công trong cuộc sống cũng như công việc. 19. Nếu họ khạc nhổ sau lưng bạn, điều đó có nghĩa là bạn đang ở phía trước họ. Nếu ai đó nói xấu hoặc phản đối bạn, điều đó chứng tỏ bạn đang đi trước họ và thành công hơn họ. Hãy coi đó là động lực để tiếp tục tiến lên. 20. Nhìn vào những lợi thế nhỏ sẽ cản trở hoàn thành những việc lớn. Đừng để những lợi ích nhỏ bé che mờ tầm nhìn của bạn đến những mục tiêu lớn. Tập trung vào những điều quan trọng và có giá trị lâu dài. 21. Đừng bao giờ kết bạn với người không có gì tốt hơn mình. Kết bạn với những người có thể giúp bạn học hỏi và phát triển bản thân tốt hơn. Tránh xa những người không mang lại giá trị tích cực cho cuộc sống của bạn. 22. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Đừng mong muốn một cuộc sống không có bệnh tật, bởi vì đôi khi sự khó khăn, bệnh tật lại giúp con người ta sống đúng mực và ý thức hơn về cuộc sống. 23. Hãy tìm một ngọn nến nhỏ để thắp lên, đừng ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối. Hãy hành động để thay đổi tình thế thay vì chỉ ngồi than vãn. Một hành động nhỏ có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Hãy chủ động tìm kiếm giải pháp thay vì chờ đợi trong vô vọng. 24. Ngồi bàn tiệc đừng ra vẻ anh hùng vì rượu đã làm cho nhiều người gục ngã. Khổng Tử cảnh báo rằng trong những tình huống dễ mất kiểm soát như uống rượu, đừng tỏ ra gan dạ hay anh hùng một cách mù quáng, vì điều đó có thể dẫn đến những hậu quả xấu. 25. Nếu ghét một người, tức là bạn đang thất bại trước người đó. Thù ghét ai đó không chỉ làm tổn thương bạn mà còn là dấu hiệu của sự thất bại, vì bạn đã để cảm xúc tiêu cực chi phối cuộc sống của mình. 26. Làm ơn chớ mong đền đáp, mong cầu đền đáp ấy là có mưu tính. Khi làm việc tốt, đừng mong đợi được trả ơn. Nếu bạn chờ đợi điều đó, lòng tốt của bạn đã không còn vô tư và trong sáng nữa. 27. Chỉ có sự khôn ngoan và ngu ngốc nhất của con người là không bao giờ thay đổi. Người cực kỳ khôn ngoan hoặc cực kỳ ngu ngốc thường không thay đổi suy nghĩ hay hành động của mình. Hãy học cách linh hoạt, sẵn sàng thay đổi và cải thiện bản thân. 28. Sự nghiệp đừng mong bằng phẳng dễ đi, vì không gặp phải chông gai chí nguyện không kiên cường. Thành công trong sự nghiệp không bao giờ đến dễ dàng. Những khó khăn và thử thách là cần thiết để trui rèn ý chí và tinh thần kiên cường. 29. Người quân tử nghiêm khắc với mình, kẻ tiểu nhân khắt khe với người. Người quân tử tự trách mình trước khi trách người khác. Họ nghiêm khắc với bản thân để hoàn thiện chính mình. Ngược lại, kẻ tiểu nhân chỉ biết soi mói và phê phán người khác. 30. Người có trí tuệ hành động trước khi nói, và sau đó họ sẽ nói theo hành động của mình. Người trí tuệ biết rằng hành động quan trọng hơn lời nói. Họ luôn làm trước khi nói và lời nói của họ phản ánh những hành động đã làm. 31. Khả năng của con người sẽ không bao giờ bắt kịp được nhu cầu. Khổng Tử chỉ ra rằng nhu cầu của con người luôn vượt quá khả năng của họ. Do đó, cần phải biết chấp nhận giới hạn của bản thân và tránh tham vọng không cần thiết, sống một cách đơn giản và hài hòa hơn với khả năng thực tế của mình. 32. Ai cũng có quyền được học hành, được giáo dục, không phân biệt loại người. Câu này thể hiện quan điểm tiến bộ của Khổng Tử về giáo dục. Ông cho rằng giáo dục là quyền của mọi người, không phân biệt đẳng cấp hay địa vị xã hội. Tất cả mọi người đều có quyền được học hỏi và phát triển bản thân. 33. Không nhìn điều sai trái, không nghe điều sằng bậy, không nói điều sai, không làm điều càn quấy. Đây là lời dạy về đạo đức và cách sống ngay thẳng. Khổng Tử khuyên chúng ta tránh xa những điều xấu, đừng để bản thân bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực và luôn sống đúng mực. 34. Khi rõ ràng đó là những mục tiêu không thể đạt được, đừng điều chỉnh mục tiêu mà hãy điều chỉnh từng bước hành động. Khổng Tử nhấn mạnh rằng nếu mục tiêu không thể đạt được, hãy điều chỉnh cách tiếp cận, từng bước thực hiện thay vì thay đổi mục tiêu. Điều này giúp duy trì định hướng và kiên định trên con đường đi tới thành công. 35. Bằng 3 phương pháp chúng ta có thể học sự khôn ngoan. Thứ nhất, bởi sự quán chiếu, đó là cao quý. Thứ hai, bằng cách bắt chước, đó là cách dễ nhất. Và thứ ba là bằng kinh nghiệm, đó là cách cay đắng nhất. Khổng Tử liệt kê 3 cách để học hỏi và trở nên khôn ngoan thông qua suy ngẫm, cao quý, bằng cách bắt chước người khác, dễ dàng nhất, và qua trải nghiệm bản thân, cay đắng nhất. Mỗi phương pháp đều có giá trị riêng, nhưng trải nghiệm thường để lại những bài học sâu sắc nhất. 36. Những gì người có địa vị cao tìm kiếm là ở bản thân mình. Những gì người thấp bé tìm kiếm là ở những người khác. Người cao quý tìm cách cải thiện và hoàn thiện bản thân, trong khi kẻ thấp hèn thường tìm kiếm lợi ích từ người khác. Khổng Tử khuyến khích chúng ta tập trung vào việc nâng cao bản thân thay vì đổ lỗi hay dựa dẫm vào người khác. 37. Hãy đưa hướng dẫn cho những người tìm kiếm kiến thức sau khi họ đã phát hiện ra sự thiếu hiểu biết của mình. Hướng dẫn chỉ thực sự có ý nghĩa khi người nhận thức được sự thiếu sót và khao khát học hỏi. Khổng Tử nhấn mạnh rằng việc học hỏi chỉ thực sự hiệu quả khi người học đã sẵn sàng tiếp nhận. 38. Hãy chọn công việc mà bạn yêu thích. Bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong cuộc đời của mình. Khi làm công việc mình yêu thích, bạn sẽ cảm thấy công việc đó không phải là một gánh nặng hay trách nhiệm, mà là niềm vui và đam mê. Đây là chìa khóa để tìm thấy hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. 39. Đừng mong người khác thuận theo ý mình, vì nếu được người khác thuận ý sẽ tất sinh tự kiêu. Khổng Tử khuyên rằng đừng ép buộc người khác làm theo ý mình, vì điều đó sẽ chỉ dẫn đến sự kiêu ngạo và bất hòa. Hãy học cách tôn trọng ý kiến và quan điểm của người khác. 40. Mọi thứ đều có vẻ đẹp nhưng không phải ai cũng nhìn thấy điều đó. Mọi thứ trong cuộc sống đều có vẻ đẹp riêng, nhưng không phải ai cũng nhận ra điều đó. Đôi khi vẻ đẹp ẩn sâu dưới bề mặt và cần có một tâm hồn nhạy cảm và trái tim rộng mở để khám phá. 41. Chúng ta nên cảm nhận đau khổ, nhưng chúng ta không nên bị chìm dưới áp lực của nó. Khổng Tử khuyên rằng hãy cảm nhận nỗi đau và thừa nhận cảm xúc của mình, nhưng đừng để chúng chi phối hay đè nặng cuộc sống của bạn. Hãy học cách đứng lên và vượt qua đau khổ. 42. Có 3 hạng bạn bè ích lợi và có 3 dạng làm nguy hại. Bạn ngay thẳng, bạn trung thực và bạn nghe nhiều học rộng là bạn lợi ích. Bạn làm nhiều bộ tịch, bạn ưa chiều chuộng và gian xảo, nịnh bợ là bạn nguy hiểm. Khổng Tử phân loại bạn bè thành 2 nhóm, những người bạn có lợi và những người bạn nguy hiểm. Những người bạn trung thực, hiểu biết và thẳng thắn sẽ mang lại giá trị tích cực, trong khi những kẻ gian xảo và nịnh bợ chỉ gây ra rắc rối và nguy hiểm. 43. Sự nghiệp trở nên cầu mong không có chông gai, trắc trở vì không có chúng thì ý chí sẽ không kiên định. Khổng Tử nhắc nhở rằng thành công không bao giờ đến dễ dàng. Những khó khăn và thách thức là cơ hội để chúng ta rèn luyện ý chí và bản lĩnh. 44. Có kiến thức thì không nghi ngờ, có lòng nhân thì không ưu tư, có dũng cảm thì không sợ hãi. Kiến thức giúp con người tránh được sự nghi ngờ, lòng nhân từ mang lại sự an lành cho tâm hồn, và dũng cảm giúp con người vượt qua sợ hãi. Ba yếu tố này giúp con người sống một cuộc đời trọn vẹn và bình an. 45. Một người không nghĩ và lập kế hoạch lâu dài sẽ gặp rắc rối ngay tại cửa nhà mình. Khổng Tử khuyên con người nên có tầm nhìn xa và lập kế hoạch lâu dài để tránh những rắc rối trong tương lai. Những người chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt thường gặp phải những khó khăn không đáng có. 46. Điều mình không thích thì đừng làm cho người khác. Đối với quê hương, gia đình nên tránh gây thù, chuốc oán. Đây là nguyên tắc cơ bản của việc đối nhân xử thế. Hãy tôn trọng cảm xúc và quyền lợi của người khác như cách bạn mong muốn họ đối xử với bạn. 47. Đá quý không thể được đánh bóng mà không có ma sát, cũng như con người không thể tốt lên mà không trải qua rèn luyện. Khổng Tử so sánh con người với đá quý. Giống như đá quý cần được mài giũa để trở nên rực rỡ, con người cũng cần trải qua khó khăn, thử thách để trưởng thành và tốt đẹp hơn. 48. Bản chất của kiến thức là có nó và áp dụng nó. Không có nó, hãy thú nhận sự thiếu hiểu biết của bạn. Khổng Tử nhấn mạnh rằng kiến thức không chỉ để biết mà còn để thực hành. Nếu không biết, hãy thẳng thắn thừa nhận sự thiếu hiểu biết của mình và tìm cách học hỏi. 49. Điều mà người quân tử suy nghĩ và lo âu chính là đức hạnh. Điều mà kẻ tiểu nhân đăm chiêu lo nghĩ chính là bồng lộc, lợi ích. Người quân tử luôn tập trung vào đức hạnh và sự hoàn thiện bản thân, trong khi kẻ tiểu nhân chỉ lo nghĩ về lợi ích vật chất và địa vị. Khổng Tử nhắc nhở chúng ta hãy sống đúng với đạo lý, thay vì chạy theo những thứ phù phiếm. 50. Khi bạn muốn sống cuộc sống an nhiên, hãy trân trọng những giá trị đạo đức, học cách yêu thương và giúp đỡ người khác. Đây là lời kết thúc nhấn mạnh rằng để sống một cuộc đời hạnh phúc và an nhiên, chúng ta cần phải biết trân trọng những giá trị đạo đức, học cách yêu thương và không ngừng giúp đỡ người khác. Điều này giúp chúng ta xây dựng một cuộc sống ý nghĩa và mang lại hạnh phúc lâu dài. Mỗi câu nói của Khổng Tử đều mang lại một bài học sâu sắc về cuộc sống và cách làm người. Chúng ta có thể học hỏi và áp dụng những lời dạy này để sống một cuộc đời ý nghĩa và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá 50 câu nói đầy triết lý của Khổng Tử, một kho tàng kiến thức vô giá đã tồn tại qua hàng thế kỷ. Những câu nói này không chỉ là những lời dạy quý báu từ một bậc trí thức vĩ đại, mà còn là những bài học thực tiễn có thể giúp chúng ta cải thiện cuộc sống và phát triển bản thân từng ngày. Hãy nghĩ về điều này, khi bạn gặp khó khăn, hãy nhớ rằng mọi thứ đều có thể bắt đầu từ một điểm hư vô. Khi bạn cảm thấy mất phương hướng, hãy tìm sự thấu hiểu trong những lời dạy về đạo đức và tình cảm gia đình. Những lúc bạn cảm thấy nản lòng, hãy tìm niềm tin và động lực từ những câu nói này để tiếp tục kiên trì và phấn đấu. Đừng quên rằng cuộc sống không chỉ là những gì chúng ta trải nghiệm, mà còn là cách chúng ta cảm nhận và phản ứng với những trải nghiệm đó. Hãy để những triết lý của Khổng Tử trở thành ánh sáng dẫn đường trong hành trình tìm kiếm ý nghĩa và hạnh phúc của bạn.